Shop nhao.vn Acli Quân giá rẻ chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động chỉ có tại shopbanhao.vn. shopbanhao.vn. Ok, xin lỗi tất cả mọi người nhá. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Elsu. Trời ơi, tính ra còn này mình tính làm clip về vị tướng Joker cơ. Thế mà tên bạn nó lấy mục tiêu của mình luôn rồi. Để mình lấy Elsu mình bắn cho nó tét mông cho nó luôn. Nó biết thế nào nó gọi là sức mạnh của Elsu con cua nha các bạn. Ngoái. Chiến lớn luôn các bạn. Hôm nay đi AD luôn, bắn luôn, bắn cho nó béo con cua luôn. Thế cho nó sợ, lần sau cho nó khỏi lấy Joker nữa. Tại vì mình thấy Joker khi mà cập nhật phiên bản mới các bạn, nó có hiện một cái nội tại, nó hiện cái vòng tròn ấy. Nghe nói là nó mạnh lắm, trời ơi. Thế mà cuối cùng mình tính chơi nó không được. Thôi kệ, không sao, lấy heo su bắn bỏ vợ nó luôn. Úi dồi, nhìn tem mình thông thạo kìa. Chết chắc tem bạn rồi. Tem bạn đã chết chắc rồi. Lại gặp cái tài năng bắn của mình nữa. Úi dồi ơi, bắn tới đâu là tét mông tới đó, đảm bảo các bạn đợt này là đi đến đâu là mình sờ mông sờ má cho đến chết luôn. Thế cho nó máu lửa. Các bạn đang xem clip của mình, đăng ký kênh và like ủng hộ giúp mình với nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều ạ. Tại vì sau khi mà mình thấy cập nhật phiên bản mới, mình thấy khá là nhiều bạn trong cái nhóm của mình chat cái kiểu như là máy lag này, không phải bình kiểu như là đang tút đấy các bạn, máy lag này rồi đang cái kiểu giống như là chơi game mà không được này. Nhưng mà mình thấy cái tình trạng gọi là văng game là không thấy. Lag thì không phải là mình nói, không phải là chê, nhưng mà lag thật các bạn ạ. Không hiểu, không biết là do mạng hay là do game nữa. Tại vì gần đây mình thấy có cái tình trạng gọi là cấp quang nó bị con cá mập nó cắn đây, đâm ra mình nghĩ rằng là do mạng ấy, chứ không phải là, có khi là do mạng của các bạn ấy. Mình thì lúc đầu mình cũng thấy nó lá ô cái con Thu kia nó cháy áo luôn kìa. Ê, đầu xanh nó cháy áo luôn các bạn. Ui ơi, đầu xanh áo choàng bị cháy kìa ba ơi. Đầu xanh cái tên kìa, top 1 băng chủ. Đúng là dân chơi không sợ mưa rơi. Áo cháy mà em biết luôn, em quan tâm, cứ chạy long nhong. Mấy người mặc áo choàng là thường hay là hiệp sĩ hoặc là những người mà chơi hay các bạn. Mình cũng áo choàng nè. Ê đấm cái gì mày? Đấm cái gì mày? Ê trời, mày lao à? Ê sóng cơ thôi xong. Vãi cả lúa à. Đọc xanh mình cũng áo choàng mà. Giống hiệp sĩ đó mà sao mà mày chết sớm thế. Đấy áo choàng này nhìn các bạn này, cao bồi đấy. Các bạn bên tay chấp cho bạn một mạng luôn các bạn. Chơi là chơi chấp. Mình chơi lớn mà các bạn. Một khi đã máu lên rồi thì đừng có hỏi bố cháu là ai nhá. Chấp theo bạn luôn, thế cho nó máu lửa. Chơi không? A Thu chắc là hết cháy áo rồi, cháy lúc đầu thôi chứ sau sao cháy. Ủa tao mình ai support? Arum support à? Không phải, nó chưa cướp đâu bạn. Bạn cứ yên tâm, từ từ ăn quái thoải mái đi. Nó mà cướp mình xin lỗi bạn luôn. Mình xin lỗi bạn luôn. Mình bắn cho tụi nó gọi là chạy không kịp luôn ấy. Đừng có đùa nha. Từ từ đã, để mình bắn cho các bạn xem này. Đệ Hạo bắn cho mà xem. Chắc chắn là các bạn sẽ phải mê ngay với những cú bắn gọi là chí mạng của mình. À, trời, đau. Cái đậu xanh nhà nó. Hãy xem ta đây. Xa quá trời xa luôn. Ê. Thả ra đó. Ủa. Cái đi mày. What the hell. Cái gì vậy? Cái chiêu 2 bị lỗi. Không sao. Để mình làm lại cho các bạn xem. Lỗi một lần thì chứ làm gì lỗi hoài được. Mấy tự dưng chiêu 2 bị lỗi các bạn ạ. Mẹ cay thế chứ. Úi giời ơi. Ủa sao bắn không ai bắn chiêu 2 nó bị làm sao ta? Kiểu gì kỳ vậy? Ô Toro kìa. Ô con bò. Con bò con này. Cái chiêu 2 hôm nay nó bị làm sao đấy các bạn ạ? Nó chậm hơn so với bình thường rất là nhiều luôn. Hay là Elsu mới bị làm lại ta? Kiểu gì á? Mình cảm giác cái chiêu 2 nó không giống ngày xưa các bạn ạ. Ôi ôi. Bị làm lại vào cái chiêu 2 rồi. Phải không ta? Bắn rất là chậm các bạn ạ. Hôm trước mình thả ra một phát là bắn liền, thả ra một phát bắn liền, đây thả ra một phát một lúc sau nó mới thả bay viên đạn ra, kiểu gì này. Ô, vô lý nhỉ. Úi giời ơi, mình tàng hình rồi bạn ơi, không có đầm mục tiêu đâu. Cái gì đấy trời? What the hell? Ủa? À đù. Cái gì đấy? Nè các bạn xem chiêu 2 của cái Elsu này. Ơ à. Ôi vai cả lều à. Cái gì vậy trời? Không thể tin được luôn, nó bị lỗi cái gì ấy. Chết rồi các bạn ơi, chết rồi. Ê, anh Smart TV. Anh ơi, anh Smart TV ơi, bình tĩnh anh ơi. Ui ơi, ui ơi, ui ơi, ui ơi. À, ê, à.
thằng óc AD mày bắn thường dùm tao cái hả? Bị lưới game rồi ông ơi, biết cái mèo gì đâu. Ngắm cờ cờ ba mày. Bị lỗi game mà, bị lỗi game ơi. Bị lỗi ơi, lỗi chưa hai rồi. Cái gì trời, đầu xanh rồi chứ. Chơi nó, chơi đi mấy cậu. Để mình ngắm mình bắn thích ngoại lắm luôn, quầy chết. Trời ơi, mới với bao nhiêu năm kinh nghiệm chơi Elsu của mình thì hiện tại cái chiêu hai của con tướng Elsu này lỗi thậm tệ luôn, nặng luôn đấy các bạn. Mày, anh định mạnh cái con bò này, tao đang banh banh KS hàng mạng của vị tướng gọi là giáp cơ me nha mày. Mày lì cho mày, tao bắn mày chết tao. Cái gì nữa đấy? Ê, cái chú hai bị lỗi hoài vậy? Ơ bắn nè. Mẹ chán đời các bạn ạ. Nhìn này, nhìn các bạn nhìn mình ngắm chú hai này. Cái gì đấy? Ơ đầu xanh giống như là cái con cua lúc chỉ á. Ngậm 10 cái, chắc trúng được 2 cái. Đâu sao nó bị lỗi ông nội, biết cái gì, ông biết tôi, ông chơi tôi hoài. Ai thả lại. Mẹ nó cây thế giờ. Các bạn thấy không, thấy cái chiêu 2 nó bị lỗi không? Để mình xem coi wifi, coi đúng wifi văn hảo của mình rồi mà. Không phải lỗi, cái lỗi này không phải là lỗi mạng các bạn ơi. Nếu mà bị lỗi mạng đúng không, các bạn di chuyển hoặc là làm sao đó nó bị giật, nhưng mà cái này mình nghĩ rằng không phải lỗi mạng đâu, mà lỗi con tướng rồi. Con này nó bắn thường vẫn được, di chuyển không lag, nhưng mà riêng cái chiêu hai của nó đã ngu còn chơi đấu xanh nhá. Tôi chơi Elsu tôi chưa biết ngán nào nha, tôi bắn là hắc não lắm à. Đấu xanh bắn thường không sao các bạn, bắn thường không sao. Mẹ nó chạy mất tiêu rồi. Đau. Bắn thường chiêu cuối không sao, nhưng mà riêng cái chiêu 2 bị lỗi các bạn ạ. Em tin được. Này chiêu 2 này các bạn. Mẹ nhìn nó chưa? Cái gì đấy? Cái gì vậy? Nó đấu săn nhà nó chứ. Em hiểu luôn các bạn ạ. Chả hiểu, không biết các bạn chơi Elsu ở bản cập nhật mới này nó có bị lỗi này không, nhưng mà ê, thôi xong rồi. Thả tất lá chạy đi. Chịt ngoé rồi, mấy nó cày tí à, mấy nó cày. Chụp thật đi chứ. Cái chơi game mà cứ thế này sao mà chơi được. Địch mạnh rồi đó chứ. Thả như nó lag luôn cả cái ấy luôn đi. Nó lag luôn tất cả trận đấu luôn đi. Đây không lag. Đấy, nó cứ chiêu 2 là bị lỗi. Mình ngắm là mình bắn nó hơi bị chuẩn luôn đấy các bạn. Đấy, mình bắn bên phải là bắn ra bên trái kìa. Mày hả mày? Hình như hết rồi sao á? Hết rồi phải không? Mê cay quá, cay rồi. 0-4 luôn rồi kìa các bạn. Buồn thế, không biết tự dưng hôm nay chơi Elsu đúng ngày. Ô, sao bị tướng cho mình lại chết vậy? Sao Arum lại chích béo ông cô vậy? Cờ đi nát. Thả một quả trứng đi coi. Ê, bảy ơi, em bắn thấy mẹ anh luôn ấy chứ. Anh giỡn mặt hả? Anh giỡn mặt với tôi hả? Đứng đây mà. Mày ly. Giờ bắn cho hai không có đam nữa rồi các bạn. Nãy giờ chết 0-4 thì đam biết méo gì. Mày hả mày? Không có đam nữa rồi. Mày bỏ cái chiêu 2. Tự dưng bỏ chiêu 2 ba. Chơi game là phải có đủ chiêu chứ. Tự dưng bây giờ bỏ chiêu 2 thế là con tướng này nó bị ấy à. Ui ơi, mẹ xem chết với nó các bạn ạ. Nó theo nó xanh quá rồi, mình phế quá rồi các bạn ơi. Giờ không bắn được nữa rồi. Mẹ cày thật đấy chứ. Anh bán ơi. Anh ơi, em không muốn rồi anh ơi. Anh ăn em, anh không có tiền đâu anh ơi. Anh muốn cái gì nữa anh ơi, ta cho anh ơi. Khốn nạn. Thằng khốn nạn nó giết tôi rồi kìa các bạn. Mê nhìn nó chứ. 0-4 rồi nó không tha, nó bắt cho mình bằng 0-5 luôn. Giờ thì mình đã hiểu rồi đấy. Giờ thì mình đã hiểu nhiều bạn đấy các bạn. Thật sự ra mà nói, mấy bạn đấy, nhiều bạn rank cao ấy, mấy bạn đấy đôi lúc bị lag ấy, đâm ra thì nó gọi là
nó khiến cho bạn ấy đánh không được. Giờ mình mới hiểu cảm giác đó đấy các bạn. Thật sự luôn, trước đây mình chơi rất hiếm khi mà lag. Tại vì cái điện thoại của mình nó thuộc dạng máy nó thuộc dạng là ngon đấy các bạn. iPhone 8 Plus nó không phải là máy nó cùi rồi. Mà chơi nó bị lỗi như thế này thì các bạn có thể thấy có ức chế không chứ. Có nhiều bạn kỹ năng đánh rất là hay nhưng mà vì cái điện thoại cùi đâm ra thì các bạn ấy vẫn không lên được danh ấy. Mình nói đúng có đúng không ạ? Nếu mà bạn nào thấy mà mình nói đúng thì có thể comment cho mình biết với nha. Bây giờ mình mới hiểu đấy các bạn. Trước đây mình nghĩ rằng ô sao xanh cao mà bạn đánh kém thế nhỉ. Có khi do trận đó mấy bạn ấy bị lag ấy các bạn. Mày chết mùi hê chú mày luôn này. Đúng không? Có khi do mấy bạn ấy lag. Ê sắp cơ. Bình tĩnh anh ơi. Đầu xanh em bây giờ em không nằm rồi anh ơi. Anh bắn em bây giờ là em biếu có tiền đâu đấy. Ôi rồi. Chạy. Xin lỗi bạn support nhá. Người ta gọi là lúc hoạn nạn thì mới biết đến mặt nhau. Nhưng mà mình phải tốc biến mình chạy thôi bạn ơi. Mình không năm rồi bạn ạ. Ủa mà không năm rồi cho chúng nó ăn thêm mạng đâu sao đâu đúng không. Nó ăn thêm mạng có bao nhiêu tiền đâu mà. Nhưng mà mình chết mình hồi chiêu lâu. Tốt nhất là mình cứ ở đây mình. Ôi giời ơi. Ôi ôi chạy đây. Chạy đây. Trời. Mấy con bò con trâu này. Là anh Smart TV nữa hả. Anh mắt ơi, em không nằm ở đây. Ủa, nó chọn ai đấy? Đào xanh nó thấy mình kêu là mình không nằm đấy các bạn. Nó biết rằng ăn cái thằng gọi là Elsu này là éo có tiền đâu này. Hình như hết lỗi chiêu 2 rồi các bạn. Bắn được rồi. Hết lỗi chiêu 2 rồi. Ngon rồi. Hồi nãy bị lỗi rồi nhưng bây giờ hết lỗi rồi. Đào xanh nó, mình bắn thích ngoại thì nó luôn này. Mọi người xem mình bây giờ mình mới chơi đàng hoàng này. Bây giờ mình mới chơi này, máy ngon mới chơi được đàng hoàng này. Hồi nãy là lỗi game thôi. Chứ không phải là mình bắn không lỗi trong nó. Lỗi thôi. Hết lỗi chưa hai rồi. Ngon rồi. Chơi nó. Đâu ai, để đó. Để em bắn cho mà xem. Kali bắn ghê thế. Kali trông vậy các bạn. Nhưng mà đam nó to lắm ấy. Dính một cái combo chỗ cuối của nó là muốn rụng trứng luôn ấy. Không phải đùa đâu nha. Để mình tấn công cái con gọi là bùa rồng này. Yo, cho em ăn mấy con quái cái nha anh rừng. Em nghèo quá, đói quá rồi. Em xin gọi là mấy con quái để em kiếm ít tiền. Chứ giờ em phế lắm ở đây. Bên này bị lôi châu ai, đâm ra mình mất tập trung ấy các bạn. Đấy, ngon rồi. Mày hả bưởi ấy. Tao bắn tụi mày chết. Tụi mày đợt này chán sống rồi. Ê. Mà gấu nhận cay thiệt đấy các bạn. Nãy cay lắm luôn ý. Ừ chế vãi lều luôn. Nó bị lỗi đâm ra mình bị mất tập trung. Cái cuối cùng mình bị thằng bạn nó xử lý. Nhiều lúc mình mẹ đang cứ là cay cú luôn. Mình biết cái cảm giác của các bạn. Chắc chắn là sẽ có nhiều bạn rồi. Ôi ở cho mình xin. Mình xin một mạng. Cho mày xin một mạng đi bạn ơi. Hello baby. Đấy là ơi giời ơi. Né cái con khỉ tôi bắn thường. Tôi cũng ném cho hai méo đồng. Né gì trời. Ngon rồi. Vô. Chơi nó. Bắn được rồi các bạn. Hôm nay bắn chiêu 2 các bạn. Mình ngắm một đường, mình thả chiêu 2 rồi, đạn một lúc sau nó mới bay. Lỗi game thôi. Bây giờ thì hết rồi nhá. Để hạo bắn cho mà xem. Đây là cũng may là team mình trận này đồng đội mình nó đánh hay, nó gánh được cho mình đến phút này chứ các bạn. Nói thật luôn, nếu mà những cái trận khác team đồng đội mình nó không gánh được là chết vì tụi nó rồi chứ, thua sấp mặt lờ rồi. Đấy, tự dưng thua mất một trận. Không phải AFK, cũng không phải lỗi ấy. Nhiều bạn bắn đánh hay cực kỳ nhưng mà nó lag một cái rồi cuối cùng đậu xanh bị đồng đội tố cáo luôn xong rồi gọi là chửi cho một trận. Nhiều lúc không phải lỗi do bản thân mình luôn. Mày hả? Ê. Bớt nhây ông ơi. Đậu xanh thì nói chơ. Tí là nó sơi mình luôn các bạn. Cũng may là cái chiêu gọi là cuối của mình nó xa quá chỉ xa bằng cái hỏng làm được cái gì ấy các bạn. Ngon rồi, không sao. Hồi nãy là 0-5 đúng không? Bây giờ mình sẽ lấy gọi là mạng cho các bạn xem này. Bây giờ sẽ là 10 năm chết 5 cho các bạn xem này. Chơi nó. Còn bạn nào mà kêu mình chơi Elsu gà thì các bạn có thể chat cho mình biết nha. Để hôm sau mình làm lại clip về vì đánh Elsu cho các bạn xem nha. Mình chơi Elsu không phải là gọi là một trận hay là hai trận. Mà mình chơi mình live stream trực tiếp mà. Không phải mình chơi con này gà đâu. Mình chơi con này hơi bị ai à. Không phải đâu, tại vì lỗi game thôi. Phế vật không phân bùa lại nữa này các bạn. Cái định mệnh nhà nó vừa mới nói hết xong cái chiêu 2 lại nổi nữa đó mẹ.
sàm lở, thôi luôn đi, không thể tin được. Mày xạo xạo mày. Ơ, vãi cả lúa, nó bắn cái chiêu một nó đâm to thế. Chắc do mình phế các bạn, đâm ra mình yếu lắm. Phế là mình yếu đuối mỏng manh lắm. Nó xanh đâm ra nó mạnh hơn mình. Kệ nó, mình có chiến sinh mà các bạn. Tem mình hay hơn tem bạn rồi, mình 1.6 rồi đấy. Thôi giờ rất là hiếm khi mình chơi AD mà tới 1.6 các bạn, hiếm cực luôn. Mình mà chết 6 mạng thì mình cũng phải ăn ít nhất là 5-6 mạng. Nhưng mà trận này không ăn được các bạn ơi. Hello Elsu, để đó cho mình ăn cho bạn ơi. Để đó, ui giời ơi, để đó mình ăn mới. Mình đang phế này bạn, cho mình xin miếng đi. Sao xin miếng đi mà. Ủa, mẹ đẻ hai thằng con Elsu đẻ trứng cho nó nhiều thế. Toro chích chắc ở đâu. Cái hết chỗ cuối rồi kìa. Mày xảo. Ui cho em ăn miếng. Một miếng thôi. Em phế như con dế rồi kìa anh ơi. Các bạn có công nhận với mình? Mà mình công nhận một điều nha. Đó là cái khi cập nhật phiên bản này đấy. Cái thứ nhất là các bạn bình thường ấy, các bạn chơi game mà không lag ấy, các bạn mua đồ ấy, các bạn nhấn mua, nó hiện cái chữ toeng và cái giống như là mua đồ rồi. Nhưng mà thật sự là nó vẫn chưa mua, nó vẫn hiện lên trên này. Phải nhấn đi nhấn lại 2-3 lần mới được. Các bạn có công nhận mình một điều đó không ạ? Mình bị rất là nhiều lần rồi. Hồi nãy mình cũng cái này của mình cũng bị luôn rồi kìa. Nếu mà có thì nhớ comment cho mình biết nha. Thôi mình nghỉ đây. Cảm ơn tất cả các bạn xem clip của mình. Trận này buồn quá. Má phê nhục. Nhục vãi trưởng luôn. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào video sau. Tức quá.